Đẹp trai mày ra mà này em. Đã chơi đâu mà cái 9746 cái gì? Hello Đan Nguyễn. Dẹp thì có gì đâu, anh nhìn thấy thì anh sẽ dẹp thôi. Hello Hoàng Bảo. Cái bóp này hiện tại bạn Võ Hoàng, Võ Thu Thảo đang bán là có 90.000 một cái thôi. Hello Huyền Bà Bì. Em chưa anh Tuấn Hoàng ơi, mai có lên công ty không anh? Nhiều không? Hôm nay tặng mọi người nhá. Tặng hiểu con người luôn. Anh chưa ăn cơm tí anh đi ăn với bạn bây giờ. Hoặc là có tí hẹn đấy. Đấy. Ôi đẹp trai còn bán hàng giỏi. Lệ các bà. Các bà nói quá đà quá. Ôi, nhiều lắm. Hello Hoàng Linh của ai? Bóp này hút một lần nhá, được 600 hơi. Đủ vị luôn, có 16 vị. 16 vị hút được 600 hơi mà có 90.000 một cái thôi. Thế cho nên là bạn nào mà mua thì inbox cho Võ Thu Thảo nhá. Hello Phạm Quyên. À, mọi người mà muốn lấy cái này về bán thì cũng inbox hoặc là gọi vào inbox gọi ấy. Inbox cho Facebook của Võ Thu Thảo đấy, anh Tang ấy, cả bạn cả Xuân Thoại đấy. Nhập xỉ thì còn rẻ hơn giá 90.000 luôn. Bán thì thôi luôn. Mà nhớ tôi nói thật với các con vợ nhá. Các con vợ mà đi quả dẻo ấy mà có cái này mà để chích ấy, ôi trời ơi, đi mẹ mày chỉ lo hết giờ luôn. Cái này mà đi quả dẻo thay thuốc lá mà. Thay thuốc lá mà thì hút cái này thì hết giờ luôn. Tuyệt vời đấy. Lò hút thích người thuốc lá mà. Tôi đang tập hút cái này để bỏ thuốc lá đi. Nếu mà tí nữa mà ai mà được trúng quà thì tôi sẽ tặng đồ Gian Đum nhá. Chứ đéo có thời gian là inbox vị này đâu. Tôi cứ Gian Đum cho các con vị, cứ chia đều ra. Cứ hai vị con vợ nào trúng giải là cứ hai vị nhá. Ở đây nhiều lắm, nho này, xoài này, các loại luôn. Vũ Phương Thảo. Đấy. Các con vợ mà muốn làm cộng tác viên này hay là muốn suy tất cả đã bị bao vây à? Các con vợ mà muốn muốn lấy về bán này thì inbox cho bạn Vũ Phương Thảo nhá. Có 90.000 một cái đấy em ạ. Mà cái này là mà mang đi mà quả dẻo thì nó là vào việc luôn. Nó là chấm hết cuộc tình luôn đấy. Đấy. Úi vào cả lồn đầu cắt moi. Xem cái quả đầu cắt moi buồn cười vãi luôn kia. Cái ông mặc áo LV là đéo chửi lại được mà. Ông phải cái lồn luôn đầu cắt moi. Tặng em một cái. Cái này là anh tặng hai cái em ạ. Nhưng mà cái này là phải chơi miligame để mới có quà cơ. Thích giờ hành chính à? Thế thì tối anh đi chơi với anh rảnh thì anh lại giờ hành chính thôi. Ủa em ơi, hút này nó là đây nó đây này, cầm nó sang này. Đây các bạn mà mua hàng thì inbox cho bạn Vũ Phương Thảo nhá. Đấy này, nó sang luôn này. Úi xìa, nó lại vào việc luôn. Dạo này anh Long Đen thế, tại vì dạo này anh đi tập buổi sáng nên là trời nắng anh không mặc áo chống nắng, anh không thích mặc áo chống nắng, là cứ kiểu tay chân mặt mũi cứ phơi hết nắng thôi. Cái mẹ đen tí cho khỏe. Lê Huy em ơi, em đừng nói linh tinh nhá. Đấy, thơm không? Ngon phết đấy. Bắn liên tục luôn, bắn để hiểu con người luôn. Rồi, bây giờ là vào việc này. Bây giờ là các con vợ chia sẻ chưa? Các con vợ mà chia sẻ. Đấy, anh Kim con vợ bán bóp bây giờ ấy. Bóp đấy à? À bóp thì bóp còn chào. À đây, nhầm mẹ bóp. Cái này là cái của cái Vicky bầu yêu mình, nó phải cái này. Bảo sao hút nicotine vậy lặng nào ấy. Đấy, ta đã bóp ra đều đâu. Đây, bóp của cái bạn Vũ Phương Thả bán đây nhá, đẹp không?
Đấy. Cầm được, cầm nhanh là bị xa này. Đậm ấy, thơm ấy. Đấy, bạn nào mà mua cái bóp này 3 cái thì sẽ là free ship. Nếu mà mọi người mua thì đừng inbox cho mình nhá. Mọi người mua thì inbox cho bạn Vũ Phương Thảo nhá. 3 cái là mọi người sẽ được free ship này. Mà một cái này là giá 90.000. 90.000 một cái. Mày ngồi chuẩn bị xem vào Facebook anh đi xem ai trúng giải còn inbox nhá. Mọi người lưu ý là tặng quà mọi người chịu ship nhá, 30.000 nhá. Nhớn luôn. Nào bây giờ các con vợ chia sẻ nhá. Rồi, bây giờ giải đầu tiên này, mình nói lại lần nữa này là mình chỉ tính bạn nào comment đúng và hiện lên livestream của mình ghi bình luận lại đấy nhá. Chứ không phải là đừng có em trước như hay tớ trước như lần trước, nó mất thời gian của anh em mình lắm. Chơi nó phải uy tín. Ôi. Cái gì đấy? Điều thuốc này thì mà nửa nó nổ. Địt mẹ thằng tật lổ mày ngu thế. Phần thưởng của mọi người sẽ là 2 chiếc bóp đấy nhá, trị giá 180.000. Bây giờ là dự đoán 2 số CD nhá. Mọi người nhớ phải chúng phải chia sẻ mà thì mới được quà nhá. Đéo chia sẻ đéo có đâu, nói trước. Hello thằng Thái nhá. Khói lửa luôn, ơi nhờn này. Cái minigame mà anh chơi cách đây 4-5 năm rồi, thế nên là cứ chơi đi. Phập đi. 2 số CD của tờ 50.000 này là bao nhiêu? Anh không biết bà no. Ơ nhưng mà thi thoảng mà không có gió mình bắn rùa là vẫn được một quả. Hai số series của tờ 50.000 này là bao nhiêu? Mọi người mua tăng cân giảm cân thì inbox cho anh nhá. Áo anh mặc bán không, anh không bán em ơi. Thôi đoán đi, đoán đi, phập đi, phập đi. Phập đi. Phập đi, phập đi. Ok, thank you Vũ sộp nhá. Nào, hai số series của tờ 50.000 này bao nhiêu? Đoán hai số cuối thôi. Vừa kéo hai đường rồi, 44 á, 44 sai rồi. 88 sai rồi. Mọi người lưu ý nhá là anh mình chỉ tính comment của bạn nào comment đúng cái số của tờ 50.000 này hiện lên livestream này và mình ghi bình luận lại thì người đó mới trúng giải nhá. Đừng mạng bây giờ mạng chẳng may mạng nó lag rồi, các con vợ cứ comment này bảo em trước mà, em trước mà. Bây giờ các con vợ comment ví dụ số 91 thì nó hiện lên livestream của con vợ nhưng mà nó đéo hiện lên livestream của anh thì làm sao anh cho người đó trúng giải được, đúng không? Chơi nó phải vào việc. Còn nếu mà bạn nào mà comment đúng cái số hai số series của tờ 50.000 rồi nhá, mà anh nhìn thấy nhá, mà anh không bơ đi nhá, không cho người đó trúng giải nhá, ra đường xe chết chết luôn. Ờ. Hiệp ơi, chỗ mày chơi à Hiệp ơi? Chia sẻ cho anh Hiểu Minh em, đến lúc lại bảo em kỳ. 7951532 sai hết rồi. Phập đi, phập đi. Đức Nguyễn. Lúc khác nha, 76 sai rồi. 91 sai rồi. Nhanh lên đi, nhanh lên đi. 38 sai rồi. 2.800 người xem, chắc chắn đã có người comment đúng. Nhưng nó đéo hiện lên livestream của mình thì mình đéo công nhận người đó trúng giải được nhá. 67 nó gần đúng rồi. Thề 67 gần đúng rồi, thề luôn. Gợi ý nhá cho nó nhanh. Các con vợ lại bị lag rồi, cho nên là comment nó đéo hiện lên livestream của mình rồi. 6791 sai, 91 sai rồi anh ơi. Sai hết rồi, nhanh lên đi, phập đi, phập đi, vào việc đi. 95 sai rồi em ơi. Gợi ý như thế mà không được thì chịu rồi. Hai số là anh thích số bao nhiêu thì là số bao nhiêu? Thanh Nguyễn hai số thôi bạn ơi. Bạn buồn cười thật. 8995 sai rồi. Mạnh Dạn con 16 sai rồi. 50 sai, 6969 gần đúng nhá. Ui 64 đúng luôn này. 64 này. Đấy. Nguyễn Khánh kìa. 64 của bà Nguyễn Khánh trúng rồi nhá. Lạy bà ơi. Ghi bình luận nó không thấy à? Không thấy. Tao ghi bình luận đây lại không thấy. Nó nằm ở cái tít ở dưới kìa. Nguyễn Khánh ơi, inbox cho mình nha bạn nhá.
Bạn Nguyễn Khánh đã trúng 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 hai cái rồi. Lạc mẹ rồi. Lạc rồi. Nguyễn Khánh trúng rồi nhá. 64 anh ơi, ôi 64 sai, 64 bị sau bạn Nguyễn Khánh rồi. Tôi đã bảo rồi nhá, tôi chỉ đoán, tôi chỉ nói. Em trúng mà anh, ô em bình luận quả 64 đấy, vãi lồn lại, địt mẹ mày như thế này. Cô có mạng này không mà được, không mà được. Nhớ được. Tôi đã bảo rồi, tôi đã nhắc lại một lần nữa này. Thanh Thanh Nguyễn em 65 gần đúng, có giải khuyến khích không? Có đấy, có giải khuyến khích là ai nghe của đấy không? Nguyễn Khánh ơi, inbox cho mình nha bạn nhá. Tôi nói lại một lần nữa này nhá các con bạn nhá. Tôi trước ló bạn ơi. Bạn Lê Huy ơi, bạn comment trước Nguyễn Khánh đúng không? Nhưng mà cái comment của bạn Lê Huy nó không hiện lên livestream của mình. Tôi không nhìn thấy cái comment của bạn Lê Huy. Còn nếu mà tôi nhìn thấy comment của bạn Lê Huy mà tôi không cho bạn Lê Huy trúng nhá, ra đường xe chạy tôi chết luôn. Tôi nhắc lại một lần nữa này, là tôi chỉ công nhận bạn nào trúng giải và hiện lên cái livestream này của tôi như kiểu 64 này thì tôi sẽ ghi bình luận lại. Còn nếu mà các bạn mà comment nó bị lag hoặc như nào do mạng rồi đấy thì là tôi không tính nhá. Đừng có là em trước mà hay là anh trước mà, nhưng mà các bạn comment trước thì nó chỉ hiện lên livestream của các bạn thôi, nhưng nó không hiện lên livestream của mình. Vì vậy mình không công nhận cái đó trúng giải nhá. Còn nếu mà tôi mà nhìn thấy bạn nào comment 64 trước bạn Nguyễn Khánh nhá, mà tôi không cho người đó trúng giải nhá, ra đường xe chè tôi chết luôn. Hai vị của bạn Nguyễn Khánh này, dàn đùm nhá. Bảo Nguyễn Khánh inbox đi. Inbox được chưa? Con đấy. Xin độ kém quá. Khó ạ. Lát hay không do mạng em ạ, ở đây anh thì căng đét luôn. Còn mini game tiếp em, chơi hôm nay nhiều lắm này. Này, nhiều lắm. Hai chồng mày cơ. Một lời thôi không nói nhiều. Ồ đúng rồi, ai chơi của bên mình thì sẽ hiểu mà. Tiếp nhá. Em comment xong mà không trúng. Ít hôm nữa mini game ấy, tôi sẽ chơi ở bên bếp. Nếu mà giày của tôi về ấy, tôi sẽ chơi mini game tặng mọi người giày luôn, giày Lai Jordan. Thì mẹ mày chơi là nó phải vào việc luôn, chứ không phải chơi là kiểu lừa đảo rồi lên gọi là anh em bạn bè vào nhận giải hộ thì mang